Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 714 487 ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, xu hướng hiện nay bây giờ đa số là những cô gái, không những cô gái mà kể cả những cái chàng trai thanh niên nữa cũng thích uh, uống. Phạm thưa quý vị, nhất là những cô gái thích eo con kiến nè và họ làm tất cả những mọi thứ, tập thể dục hoặc là ăn uống hoặc là đi thẩm mỹ viện hay sao đó để mà có cái bụng nhỏ hầu như ai cũng thích và hầu như các cô gái cũng thích nhưng mà theo nghiên cứu gần đây là hầu như bởi vì có những người mà đam mê quá thưa quý vị, thích ốm, thích eo con kiến quá mà đi uống những cái thuốc mà nó không có được bằng cấp hoặc là những cái thuốc lậu hoặc như thế nào đó thì ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Thì đây đây là một trong những cái cảnh cáo của những nhà nghiên cứu về y tế cho những cô gái và những chàng trai. Và mặc dù vậy cái xu hướng mà cái bệnh béo phì ở trẻ em cũng xảy ra rất là nhiều và họ tìm mọi cách để mà ốm lại nhưng mà mình phải ốm như thế nào mà cho nó mạnh khỏe. Thì thanh thiếu niên trên toàn thế giới, đặc biệt là các cô gái đã sử dụng các loại thuốc không kê đơn, thực phẩm bổ sung và các sản phẩm giảm cân khác ở mức độ cao. Dựa trên đánh giá của hàng chục nghiên cứu trong 4 thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu ước tính rằng 9% thanh thiếu niên trong dân số nói chung đã sử dụng các sản phẩm giảm cân không kê đơn và khoảng một nửa trong số họ đã sử dụng rất nhiều trong tháng vừa qua. Thuốc giảm cân là sản phẩm phổ biến nhất được sử dụng bởi khoảng 6% thanh thiếu niên. Và tiếp theo là 4% người sử dụng thuốc nhuận tràng và 2% sử dụng thuốc lợi tiểu. Những sản phẩm này có nguy cơ đối với cả sức khỏe tinh thần của những thanh thiếu niên và trẻ em. Và chúng không được khuyến nghị về mặt y tế để duy trì cái cân nặng và cái sự khỏe mạnh ở trong cơ thể. Nghiên cứu trước đây đã liên kết việc sử dụng các sản phẩm giảm cân không được kê đơn đối với nó lại gây ra rối loạn ăn uống, lòng tự trọng thấp, trầm cảm, lạm dụng và chất gây nghiện ở thanh thiếu niên nữa. Chúng có liên quan đến việc ăn kém dinh dưỡng ở tuổi vị thành niên và tăng cân không lành mạnh ở tuổi trưởng thành. Theo tiến sĩ Claudia Cody, giám đốc y tế về y học thành viên tại trường y khoa y tế của Wisconsin cảnh cáo về sự nguy hiểm của thuốc giảm cân và chất bổ sung hơn 6 năm trước khi nghe bệnh nhân đi tới văn phòng của mình họ kể rằng họ uống thuốc giảm cân này nọ và cái những cái loại tăng cơ mà không được kê thuốc và một số nghiên cứu từ năm 2022 cho thấy trẻ em bị rối loạn ăn uống nhập viện ở Mỹ đã tăng gấp 10 lần so với những năm trước đại dịch đại dịch và các nghiên cứu cũng cho thấy sự gia tăng đi vô những cái chuyên khoa cấp cứu cũng rất là nhiều và họ đã phân tích những cái việc sử dụng thuốc giảm cân và sản phẩm giảm cân khác ở nhiều quốc gia hơn à, là ở Hoa Kỳ. Béo phì ở trẻ em đang gia tăng rất nhiều ở trên toàn thế giới. Vì vậy mà theo tổ chức y tế, khoảng 39 triệu trẻ em béo phì vào năm 2022. Ở Mỹ béo phì trẻ em là một cái vấn đề nghiêm trọng và ảnh hưởng gần tới những trẻ em từ 2 cho tới 7, 17 tuổi nhưng các chương trình giảm cân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe chính thức được xây dựng để bảo vệ chống lại một số rủi ro. Và cái điều đó xảy ra, không xảy ra khi thanh thiếu niên chuyển sang dùng thuốc giảm cân, những cái sản phẩm giảm cân mà không được kê đơn. Và theo cái những nhà dinh dưỡng và y tế cho biết các hoạt động của phòng khám kiểm soát cân nặng trẻ em thì họ đa số họ theo dõi rất là nhiều thì cứ vài tháng một lần có số những cái bệnh nhân của họ đi tới thì họ nói ồ tôi dùng thuốc giảm cân này hoặc tôi ăn uống như thế nào hoặc uống giấm rất là nhiều tùy theo tình trạng cơ thể và như vậy và các nhà nghiên cứu họ đã nói rằng và báo động rằng tất cả những cái việc mà ở những cái thuốc không kê đơn hoặc là những cái sản phẩm mà không được kê đơn hoặc là không có bác sĩ khuyên thì phải cẩn thận khi mà sử dụng để mà giảm cân và giảm cân một cách lành mạnh chứ không có phải là đi uống thuốc hoặc là làm để ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhiều người nhiều người uống thuốc dữ lắm thưa quý vị, Thái biết uống đủ thứ thực phẩm chức năng. Rồi chúng ta thấy ở Hoa Kỳ chúng ta cũng như là ở trên mạng nhan nhãn quảng cáo những cái loại mà gọi là những cái gọi là uh, detox, yeah. gọi là detox để mà có nghĩa là giải độc cho cơ thể nhưng mà cũng có những cái loại sản phẩm tốt, ừ. nhiều loại <laughs> xin lỗi quý vị, nhiều loại sản phẩm nó trôi nổi trên thị trường Rồi chúng ta cũng không biết được là loại nào yeah. tốt, loại nào xấu. Thành ra thôi thì À, tốt nhất là giống như chị như Huyền nói tập thể dục, vận động cơ thể và chúng ta giảm ăn những cái chất tinh bột, chất béo này nọ thật là nhiều, giảm đường thì chúng ta sẽ có một cơ thể vừa tốt mà sức khỏe vừa tốt nữa. À, Tết đến rồi. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến đón Tết Nguyên Đán đúng không chị như Huyền. À, yeah. Một cái lễ Tết mà chúng ta vô cùng nôn nao, đó là một trong những cái truyền thống văn hóa của người Á Đông cũng như là người Việt Nam chúng ta nói riêng. À, thường thì không biết là tết hay là à, đến những cái dịp lễ này nọ thì lê tháo vô lễ cho qua đi thì tết thì gần đến đây nhất thì chị như huyền hay là à, quý vị có bao giờ mà chúng ta có dành những cái món quà tặng quà gì cho ba mẹ hay là cái đấng sinh thành của mình không thí dụ như chị như huyền thì thường xuyên à, chị hay chọn cái quà nào cho hai bác ở nhà à, vào những cái dịp tết đến À, thương, bất kể em nghĩ là cái tùy theo mỗi gia đình cho ba mẹ tùy theo lì nhiều xì. lúc lì xì cho ba yeah. mẹ hoặc mua cái quầy mà ba mẹ thích để tỏ lòng biết ơn cho những người đó yeah. ở ờ, đó là một trong những cái cách hay có nghĩa là chúng ta nắm được cái tâm lý mà ba mẹ chúng ta hay những người trong gia đình chúng ta đứng sinh thành à, chúng ta thích cái gì chúng ta mua đúng cái đó thì yeah. chắc chắn là vui rồi à, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị những cái những cái, cái tip, những cái món quà những cái gì mà ý nghĩa nhất mà chúng ta sẽ tặng cho ba mẹ trong những cái ngày mà chúng ta uh, chuẩn bị đón tết nguyên đáng giao thừa thưa quý vị uh, và dưới đây là một trong những cái 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 món quà mà lê thái liệt kê ra uh, tuy thì quý vị cũng đã biết á quà cáp đối với cha mẹ chúng ta là thường là không quan trọng ba mẹ mình không quan trọng ừ. không quan trọng món quà nhưng mà thường ba mẹ thì là coi trọng là cái tấm lòng của con cái của mình ừ. cái sự quan tâm cái sự hiếu thảo của con cháu của mình đối với mình như thế nào thôi thật ra những cái món quà cho dù chúng ta những cái món quà đắt tiền hay là những cái món quà rẻ tiền nhưng mà đúng cái tâm lý hoặc là đánh vào đúng cái tâm lý cái sự yêu thương của mình dành cho cha mẹ thì hầu như cha mẹ nào cũng vui cái đầu tiên thưa quý vị quần áo và phụ kiện như chúng ta cũng đã biết thì quần áo là một trong những cái cái rất là quan trọng khi mà đến dịp lễ Tết này nọ thường là người già người ta không có cái thời gian cũng như là không có phương tiện để di chuyển mua quần áo này nọ cho bản thân mình hay là may áo dài người ta cũng không mấy cái cô đó thường thường càng càng về già đi người ta càng xòe xòa ra có nghĩa là không có quan tâm nhiều mà nếu như con cái mình mà không quan tâm đến cái chuyện ăn mặc của mình thì bản thân mình cũng sao làm sao mình quan tâm được tại vì phòng cũng phải kêu người đến may rồi này nọ yeah. thì cái cái tốt nhất thưa quý vị là chúng ta chuẩn bị quần áo mới cho ba mẹ những cái bộ đồ thật ừ. là đẹp áo dài những cái bộ chuỗi ngọc những cái đồ đeo tay, những cái lược cài hoặc là những cái búi tóc để cho dành cho mẹ hoặc cho ba những cái bộ vest hoặc là những cái bộ suit hoặc là những cái áo sơ mi thật là trịnh trọng trong gia đình. Đó là những trong những cái món quà về quần áo. Tiếp theo thưa quý vị đó là cây cảnh và đồ hoa hoặc là đồ trang trí. Đây là một trong những cái tip mà lại thấy thấy rằng nó rất là hiệu quả. Tại vì thường á những cái người lớn tuổi ở trong gia đình, người ta vui cái niềm vui của người ta duy nhất khi mà những cái ngày gần giáp tết đó là được chuẩn bị trang hoàng sửa soạn nhà cửa yeah. ra chợ phước lộc thọ <laughs> ra chợ tân định ở việt nam ra chợ phú nhuận hay là ra chợ phạm giang hai chẳng hạn ừ. những cái chợ nào đó ở ngoài đó cộng lãnh à, bên đây thì chúng ta ra những chợ việt nam mua những cái đồ trang trí tết ừ. những cái bó hoa ngày tết những cái vạn thọ những cái loại hoa mai đào này nọ để chưng rồi trang trí những cái cành liễu cành, cành hồng này nọ bất kỳ cái niêu này nọ rồi bánh chưng, bánh tét dưa hành củ kiệu này nọ thì những người lớn tuổi người ta thích trang trí nhà cửa và người ta thích hoa thích những cái cây cảnh cây mai này nọ mai đào trong dịp tết đánh vào cái tâm lý đó mua những cái sản phẩm nào mà ba mẹ mình thích thì chúng ta mua vào những cái dịp gần tết đó, thì ba mẹ chúng ta chắc chắn rất là vui ừ. hoặc là sửa soạn trang hoàng nhà cửa dùm ba mẹ hoặc chung với ba mẹ hoặc là mướn người <laughs> về quét dọn nhà cửa sơn phết là nhà cửa thì đó là tạo một cái không khí gia đình vô cùng nằm ấm ừ. tiếp theo đó là <laughs> những cái đồ dùng trong gia đình thú vị sofa dàn karaoke khi mà chúng ta ừ. hát giao thừa mùng một Tết ở nhà không có khách khứ gì mở karaoke ra cả ba mẹ con cái ông bà con cháu cùng nhau hát hoặc là bộ sofa hoặc là những cái vật dụng trong gia đình vào ngày Tết đó là cũng là một trong những cái niềm vui ở à, những cái máy massage những cái bộ dụng cụ mà uh, 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 gọi là tiểu cái tia hồng ngoại để đấm cho đấm cái lưng cho ba mẹ chúng ta đỡ đau lưng đó cũng là một trong những cái tip hoặc là những cái thiết bị y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ của mình rồi đặc biệt là những cái loại thực phẩm Tốt cho ba mẹ những cái dinh dưỡng tốt hoặc là chúng ta chọn những cái buổi là du lịch đầu xuân những cái tấm vé đi đâu đó vào những cái ngày khoai sau mùng 1, mùng 2, mùng 3 sau khi chúc tết thì ba mẹ còn khoảng một cái thời gian nhiều mùng nữa để mà đi du lịch đâu à, thí dụ như là ở việt nam thì vũng tàu à, phú quốc nha ừ, trang huế đà lạt này nọ chẳng hạn à, vịnh hạ long còn ở bên đây thì đi du lịch châu âu du lịch các để tiểu bang à, hoặc là đúng chính xác em định nói đó là cái ý của Lê thái em có bà gia cũng như ba mẹ của em khi mà hỏi là ba mẹ muốn cứ món quà gì thì cho nó là ba mẹ có biết chỉ cần một có <laughs> một cái tấm vé cho ba mẹ về việt nam chơi là đủ rồi không cần đi nước nào không cần đi tiểu bang nào cả chỉ muốn về việt nam và chúng ta thấy rõ ràng truyền thống văn hóa của người việt nam của những người lớn tuổi ba mẹ ông bà cha mẹ chúng ta chỉ lúc nào cũng đau đấu, khắc khoải nhớ về quê hương nhớ về cội nguồn dân tộc muốn quay về thăm gia đình họ hàng con cháu bà con thân bằng quý thuộc hàng xóm và chơi Tết hưởng những cái không khí du xuân những ngày trước Tết đó là niềm vui duy nhất của những người lớn tuổi thành ra chúng ta đánh vào những cái tâm lý đó Thương và chúng ha. ta có thể là à, làm cho ba mẹ chúng ta cảm động hơn vui hơn trong những ngày giáp Tết đúng không chị Huyền. Đúng rất là đúng Lê Thái. <cười> <cười> dạ vâng và kính thưa quý vị, thông tin ý nghĩa vừa qua đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần. Một lần nữa thì chúng tôi xin quý vị à, à, tiếp tục ủng hộ Như Huyền và Lê Thái. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.